Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong cái bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cô nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đặc biệt thì xuất hiện thêm một vài dòng tin nhắn và được cho đây là cái lý do mà tại sao cái cô trợ lý lại quay xe đối với Hồng Loan nha cô chú anh chị. Và chị Bắc Mai Ca có một cái vài lời chia sẻ đối với cái cô soạn giả, khi mà cái cô soạn giả này lại dạng như là người nào chơi thì người đó chịu, đúng không? À, mình muốn phản biện thì phản biện lại chị Bắc Mai Ca, làm gì mà phải lôi ba người ta ra để mà nói xấu, trong khi tới thời điểm này vị tham chú Kim Tử Long còn chưa nói gì tới cô soạn giả này hết. Và một cái điều đặc biệt cái này, người ta còn sống sờ sờ như vậy thì chù người ta mắc và nói rằng là sẽ đi làm di chúc này kia. Ủa, tưởng trên đời này ai cũng ghi âm lén hay ai cũng là đi tranh giành tài sản? Thật sự đối với những người bình thường thì người ta đều biết rằng là cái việc mà ba mắt để lại tài sản cho con là hợp tình hợp lý, con nuôi cũng giống như con ruột chứ bao giờ mà lại phân biệt giữa con nuôi và con ruột, đúng không? Những cái người bình thường là người ta đều hiểu những điều đó, nên cái cô soạn giả này nên hãy xem lại bản thân của mình. À, đã có nhận thức hay chưa, đã có hiểu biết hay chưa. Mình mang tiếng soạn giả mà thứ nhất là mình đi ghi âm lén, và những cái hành động ghi âm lén này cần phải chấm dứt để bảo vệ danh tiếng của cố nghệ sĩ đó. Thì quý vị cũng biết rằng á, là cái vụ việc mà nghệ sĩ đó là Nguyên Vũ đã đến nhà Hồng Loan cùng với một vài luật sư, đã gây ra một số những ồn ào cho rằng luật sư của Hồng Loan đã thua rồi, nên bây giờ mới kêu luật sư mới đến đây để mà tiếp tục cố gắng bào chữa để mà giúp cái cô con nuôi này. Thì thật sự em nói như thế này nè cô chú anh chị, thua gì nữa mà thua. Tới thời điểm này vì thấy mẹ con cô Sáu đành phải ngậm ngùi dọn đồ ra khỏi nhà là chứng tỏ rằng mẹ con cô Sáu đã thua rồi, nhưng mà chờ cái phán quyết nó là xong rồi, còn cái việc nào ra việc đó. Họ muốn dẫn dắt dư luận là luật sư của anh Nguyên Vũ đến đây để giúp cho một số những cá nhân bị người ta xúc phạm vu khống trong cái thời gian vừa qua lập vi bằng và tiến hành câu chuyện pháp lý đối với những người này, mà giống như của con cô Sáu á, đã làm đối với những cái người khác, nhưng mà đối với những người khác thì lại là vô lý, nhưng mà đối với mẹ con cô Sáu là hợp lý nha cô chú anh chị ha. Thì đầu tiên thì Tiến xin mời cô chú anh chị chúng ta sẽ nghe một cái sự chia sẻ đến từ luật sư Tiết Ngọc Nguyễn nói về vụ việc này nha. Đây thì em đã lên màn hình, em vừa đọc em vừa chia sẻ đến cho cô chú anh chị ha. Mến chào cô chú bác anh chị, như đã hứa sẽ trả lời các thắc mắc liên quan ngày hôm qua, ngày 28 tháng 10 năm 2023, nhiều người nhắn gọi hỏi luật sư nhưng vì đang công tác ở Hà Nội và bận việc nên luật sư chưa trả lời hết được. Hôm nay luật sư xin phép trả lời một lần nữa tất cả những cái câu hỏi thắc mắc của cô chú anh chị liên quan tới các từ khóa mọi người đang quan tâm. Hiện có bao nhiêu luật sư đang bảo vệ Hồng Loan? Luật sư hình sự là ai? Tại sao luật sư Ngọc cũng làm án hình sự mà không bảo vệ cho Loan, lại phải thêm luật sư hình sự? Đoàn luật sư đến lập vi bằng bảo vệ Hồng Loan là ai? Luật sư cẩn thận có sự trà trộn để hại Hồng Loan. Tại sao Hồng Loan lại họp báo ngày 28 tháng 10 nữa? Luật sư cần nói ni ít live stream vì sợ ảnh hưởng đến Loan. Sao luật sư không đối đáp lại khi nghe phe đối lập viết bài tấn công Hồng Loan và luật sư? Luật sư ơi, sao tôi nhắn tin Facebook mà không thấy luật sư trả lời, ba la ba la. Thì đây là những cái câu hỏi mà tất cả quý vị khán giả đã dành cho luật sư Tiết Ngọc. Thì chị cũng xin trả lời như thế này nè cô chú anh chị. Thì đầu tiên xin phép, đây có thể là bức tâm thư dài thật dài gửi đến quý cộng đồng mạng yêu thương và bảo vệ Hồng Loan. Luật sư xin trả lời một lần đầy đủ tất cả những thông tin mà quý cô chú bác anh chị đã hỏi như sau. Thứ nhất, hiện có bao nhiêu luật sư đang bảo vệ Hồng Loan? Luật sư hình sự là ai? Thưa cô chú bác anh chị, thật sự thời gian qua có rất nhiều luật sư có mong muốn bảo vệ quyền cho Võ Thị Hồng Loan miễn phí. Đó là tâm ý tốt từ chính các luật sư đồng nghiệp hoặc những người anh chị bên cạnh yêu thương Loan nên mong muốn nhờ thêm người hỗ trợ Loan. Sự xuất hiện của các luật sư, ý kiến góp ý của các luật sư đồng nghiệp nếu có hoàn toàn là điều tốt đẹp và chúng tôi vô cùng biết ơn tấm lòng của mọi người. Hiện tại Loan đang có những luật sư chính thức như sau. Thứ nhất là luật sư Nguyễn Trọng Ăn và tôi, luật sư Nguyễn Tiết Ngọc thuộc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tâm Quan. Chúng tôi là luật sư ngay từ những ngày đầu khi Loan nhận được thông báo thụ lý vụ án ngày 5 tháng 6 năm 2023 và tòa triệu tập Loan đến lên cung cấp chứng cứ. Thì ngày 11 tháng 6 năm 2023, Loan Ni đã đến Tâm Quan gặp chúng tôi.
ngày 12 tháng 6 năm 2023, tôi đã lên tòa án làm việc và đăng ký thủ tục luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Võ Thị Hồng Loan trong vụ án tranh chấp thừa kế mà tòa án trong vụ rồi trong vụ án tranh chấp thừa kế mà tòa án nhân dân quận Phú Nhuận đang thụ lý giải quyết. Chúng tôi là luật sư mà Võ Thị Hồng Loan trực tiếp yêu cầu thông qua hợp đồng dịch vụ pháp lý có trả thù lao đã được Loan ký kết với công ty trách nhiệm hạn Tâm Quang, và thực tế người đã trả án phí cho Tâm Quang là chị Ni. Ban đầu thì phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký với Tâm Quang thì chúng tôi chỉ tham gia vụ tranh chấp thừa kế ở tòa án Phú Nhuận. Tuy nhiên sau đó trong quá trình làm việc, chúng tôi đã xem Loan, Ni như những người nhà, nên mọi việc diễn ra xung quanh Loan đều có sự xuất hiện của chúng tôi để bảo vệ quyền lợi cho Loan. Vì vậy trên mạng xã hội mới có khái niệm luật sư chọn gói, thực tế chọn gói là gói tình, gói nghĩa đối với hai cô gái mà chúng tôi đang phục vụ. Mọi vấn đề Loan và Ni đều tôn trọng hỏi ý kiến của luật sư. Ở Tâm Quang, ngoài tôi, anh Trọng Ân là luật sư trực tiếp bảo vệ quyền lợi của Loan, thì còn có thầy tôi là luật sư Lê Minh Nhật là cố vấn hỗ trợ chúng tôi các công việc liên quan Hồng Loan và toàn bộ luật sư, tập sự luật sư. Công ty chúng tôi bằng tất cả những tình cảm chân thành nhất đã hỗ trợ Loan Ni trong thời gian vừa qua. Nghe tới đây đã vị thấy có tình có nghĩa không cô chú chị ha? Là bây giờ không phải là hai, đáng lẽ là cái vụ việc này luật sư nào nhận á, thì luật sư đó bào chữa, nhưng mà quý vị thấy không, trong cái vụ việc này thì hầu như tất cả những cái luật sư, thậm chí là thầy luôn của luật sư Ngọc luôn, đều tham gia vụ vụ việc này, tuy không trực tiếp mà là gián tiếp để hỗ trợ giúp đỡ cho Hồng Loan. Thì vậy nếu mà Hồng Loan sai á, Hồng Loan thua cuộc thì có ai gì mà lại vô đây để mà giúp đỡ, để mà mình mang tiếng xấu không cô chú anh chị? Tất nhiên là không, đúng không? Đó, trừ khi em nói trừ khi là Hồng Loan làm đúng thì người ta mới bay vô đây để người ta giúp đỡ nhiều như vậy, đúng không? Còn Hồng Loan làm sai, em nói thật sự người ta xa rồi, thậm chí là quý vị thấy cô cháu gái không, bây giờ tới luật sư mà cũng đâu dám đứng ra để mà làm nghĩa vụ quyền và bảo vệ lợi ích đâu, chỉ là cái người mà giống như là người ủy quyền thôi, đó, người đại diện thôi, giống như là Hồng Loan nhờ chị Ni làm người đại diện thôi. Tới luật sư mà còn không dám bảo vệ thì thắng cái gì nữa mà thắng, đúng không? Rồi, gần đây thông qua sự giới thiệu của chị Trang, một luật sư uy tín, thì chúng tôi đã gặp gỡ và từ đó có thêm sự giúp đỡ của một luật sư đồng nghiệp, đó là anh Nguyễn Thanh Kha. Văn phòng anh làm việc cũng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh Kha đến với Loan xuất phát từ sự quý mến Hồng Loan Ni, nên anh chủ động đề nghị hỗ trợ pháp lý miễn phí cho Võ Thị Hồng Loan liên quan tới các đơn thư tố giác hình sự đã và đang thực hiện. Chúng tôi đã rất vui mừng và đón nhận thiện chí của anh Kha. Vì vậy Hồng Loan đã chính thức nhờ anh thông qua hợp đồng hỗ trợ pháp lý miễn phí tiếp tục hai vụ việc mà sau đây chúng tôi sẽ công bố vào thời điểm phù hợp, nhưng phạm vi liên quan những lá đơn tố giác hình sự. Cái khúc này quý vị thấy không, tiếp tục hai vụ việc đó quý vị thấy không, đó là tiếp tục là có hai vụ việc nữa, ngoài cái vụ việc tranh chấp này tài sản thì có vụ việc gì nữa cô chú anh chị, thì chúng ta phải chờ ha để luật sư thông báo. Hình ảnh ngày 22 tháng 10 năm 2023, anh em chúng tôi đã gặp và ký kết hợp đồng hỗ trợ pháp lý miễn phí cho Loan. Hôm sau anh có đến nhà Hồng Loan để thắp nhang cho chú Vũ Linh và làm việc với chúng tôi, nên từ đó mạng có khái niệm luật sư hình sự. Thứ hai, tại sao luật sư Ngọc cũng làm án hình sự mà không bảo vệ Hồng Loan, phải thêm luật sư hình sự? Đây cũng là câu hỏi chính của những thân chủ mà chúng tôi đang bào chữa trong các vụ án hình sự. Chúng tôi và các luật sư Tâm Quang đều có rất nhiều án hình sự. Những án chúng tôi tham gia có thể nói là những vụ án rất phức tạp. Làm việc với cơ quan điều tra, Bộ Công an, Viện Kiểm sát tối cao, các cơ quan an ninh điều tra, cơ quan điều tra cấp tỉnh, cấp huyện ba chấm. Chúng tôi đều có kinh nghiệm làm việc nhiều án hình sự, nên không phải tôi chỉ làm luật sư dân sự, và càng không phải là chúng tôi không bảo vệ cho Hồng Loan các vấn đề hình sự do hợp đồng dịch vụ pháp lý không có hội thần nội dung này, mà đơn giản là cho tới thời điểm này Hồng Loan chỉ phải lên công an phường 1 quận Phú Nhuận làm việc nhiều lần vì đơn thư trình báo mất tiền 8 triệu và 200 đô của cô Sáu. Hồng Loan chưa từng phải làm việc với cơ quan điều tra liên quan tới các đơn thư của ai như trên mạng lan truyền cả. Quý vị thấy không? Họ nói rằng là Hồng Loan sắp tới phải dính án hình sự này kia, cuối cùng là đâu có đâu. Đó, luật sư trả lời nữa phải không? Đó. Cho tới thời điểm này Hồng Loan cũng chỉ chủ động thực hiện gửi đơn tố giác người phụ nữ viết thê. Người phụ nữ viết thê là biết ai đúng không cô chú anh chị?
thì chắc chắn rồi, tự cứ cứ lên Vu Khống đi, rồi từ từ quý vị sẽ thấy được cái kết quả của cái cô mà báo 20k này ha. Hiện vụ việc vẫn đang ở giai đoạn cơ quan chức năng đang làm việc nên chúng tôi chưa chủ động triển khai nhiều. Việc xuất hiện của anh luật sư Kha xem như là nhân duyên tốt cho chị Trang Vina mang lại cho Lon. Từ nay Lon lại có anh Kha hỗ trợ pháp lý những vấn đề này nên chúng tôi chỉ cần phối hợp hỗ trợ chuẩn bị cùng anh Kha thôi. Có thể sắp tới anh Kha cũng có ý triển khai thêm vụ khác và thời gian chúng tôi vẫn đang trì hoãn thực hiện vì nhiều lý do. Giờ có thêm sự xuất hiện của anh Kha thì việc đó cũng sẽ sớm triển khai và cũng nhẹ lòng cho luật sư. Cô Sáu nghe tới đây chắc cô Sáu là sẽ quản này, cô cháu gái sẽ quản. Sắp tới rồi phải không? Sắp tới anh Kha cũng có triển khai thêm nhiều vụ khác. Nhiều vụ khác đây, nhiều vụ khác gì? Vu Khống xúc phạm nhục mạ giả nick ảo để mà tấn công rồi tùm lum ba la mà phía bên cô cháu gái đã làm đối với Hồng Loan ha. Bây giờ chắc là tới thời điểm là họ phải lo và họ phải sắp phải trả giá. Đừng có nghĩ rằng là Hồng Loan, tại vì biết sao cô chú chị, họ ăn hiếp Hồng Loan quen rồi nên họ nghĩ rằng họ cứ tạo nick giả đi, không ai làm được gì, không ai nói được gì, họ cứ chửi, họ cứ lên, họ Vu Khống thoải mái hết người này người kia đi. Nhưng không, cái đó là để đó, tới thời điểm thích hợp sẽ làm. Và bây giờ không phải Hồng Loan một mình nữa cô chú anh chị, và không phải là Hồng Loan không có tiền bạc để mà thưa kiện nữa, và Hồng Loan cũng không cần phải bỏ tiền nữa, tại vì bây giờ có rất là nhiều người người ta muốn hỗ trợ pháp lý mà miễn phí luôn đó. Nên cái việc mà những cái người ta bức xúc á thì chắc chắn rằng á, những luật sư ở đây người ta cũng sẽ làm tới nơi tới chốn và đưa những cái người mà vi phạm pháp luật ra ánh sáng. Cứ chửi nhiều đi, cứ giả danh ha. Thứ ba, đoàn luật sư đến lập vi bằng bảo vệ Hồng Loan là ai? Luật sư cẩn thận có sự trà trộn để hại Hồng Loan. Thì luật sư khẳng định đây là thành ý của anh Nguyên Vũ muốn giúp đỡ các em của Hồng Loan ngày 26 tháng 10 năm 2023 tại nhà Hồng Loan hôm xem xét thẩm định tại chỗ. Tôi cũng đã được Hồng Loan Ni và anh Nguyên Vũ trao đổi về việc anh Nguyên Vũ muốn mời nhóm của các anh chị bạn luật sư tại một văn phòng luật sư khác ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến nhà hỗ trợ cho Thành Mỹ lập vi bằng thực hiện các công việc liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Mỹ và các thành viên khác tại khác hiện tại đang sinh sống cùng nhà với Hồng Loan nếu có. Thì em thấy rằng đã lập vi bằng một số cá nhân ha cô chú anh chị, mà em thấy là xóa bài rồi, nhưng mà xóa là xóa, lập vi bằng rồi thì đã chứng minh cái thời điểm đó, cái giờ đó anh có đăng cái đó rồi, giờ anh có xóa cũng như không vậy không, cứ lên viết rồi lên chửi lên làm mọi thứ đi, rồi lúc đó mình trả giá xem người cô Sáu á, với cô cháu gái á, có lúc đó có ra khen mình là anh hùng nữa không nha. Hôm 26 tháng 10 năm 2023 cũng có sự có mặt của bạn luật sư Đỗ Văn Thuận, bạn nhiệt tình và khiêm tốn. Tôi cũng vui mừng vì sự giúp đỡ này của các đồng nghiệp và dĩ nhiên tôi sẵn sàng trao đổi thông tin, hỗ trợ các đồng nghiệp trong quá trình thực hiện công việc để có kết quả tốt đẹp. Mong cô chú bác anh chị cũng đừng lo lắng, chúng tôi có đủ trình độ để nhìn hành động lời nói để phán đoán mục đích. Chúng tôi luôn cảm ơn và tin tưởng vào sự tận tâm tốt đẹp của những người bạn nên sẽ không có sự trà trộn nào đâu ạ. Thứ tư, tại sao Hồng Loan lại họp báo ngày 28 tháng 10 nữa? Luật sư cần nói ni ít livestream vì sợ ảnh hưởng đến Loan. Loan ni sẽ không tham gia bất cứ buổi làm việc ồn ào nào cả. Nếu Loan ni có tham gia làm việc thì cũng đều trao đổi với chúng tôi. Nên buổi 28 tháng 10 năm 2023 là buổi luật sư luận và thừa phát lại làm việc với Thành Mỹ, không phải là họp báo. Buổi làm việc ngày 26 tháng 10 năm 2023 vừa qua là lần đầu tiên và duy nhất hai luật sư tâm quan chính thức cùng Hồng Loan Ni có buổi làm việc với một số cơ quan truyền thông báo chí, và chúng tôi cũng đã gửi thông cáo báo chí trước đó kèm tài liệu hồ sơ cho phóng viên tham khảo để khi làm việc các phóng viên có thể đạt được thêm một số những câu hỏi và làm rõ các vấn đề mà cộng đồng mạng đang quan tâm. Mục đích buổi làm việc thì chúng tôi đã ghi rõ trong thông cáo báo chí và chúng tôi cũng chỉ mời một số báo phóng viên có thư mời trước đó, không phải là tổ chức họp báo nhé. Việc Ni livestream đó là quyền của Ni và luật sư tôn trọng Ni nên sẽ không có ý kiến và hạn chế Ni livestream. Hơn nữa luật sư thấy rất là nhiều anh chị em cũng yêu quý Ni và mong Ni livestream nói chuyện cho vui mà. Ni là người đại diện cho của Lo, Ni rất thông minh và hoạt ngôn, vì vậy hơn ai hết Ni sẽ biết những gì, những việc gì nên nói và những việc gì không nên nói để bảo vệ quyền lợi cho Hồng Loan. Có những vấn đề khác đề diễn tiến pháp lý không được chia sẻ rộng rãi thì luật sư cũng có nhắc Ni và Ni chắc không chia sẻ nên mọi người yên tâm nha. Thứ năm, sao luật sư không đối đáp lại phe đối lập và viết bài tấn công Hồng Loan, phe đối lập viết bài
tấn công Hồng Loan và luật sư. Kính thưa quý cô chú anh chị, công việc của luật sư tranh luận đối đáp tại tòa chứ không phải trên không gian mạng. Vì vậy, cho dù đó là bất cứ ai, họ nói bất cứ cái điều gì về tôi và có thể hơn thế nữa, thì tôi cũng không đối đáp tranh luận với họ trên mạng. Nên cô chú bác anh chị cũng đừng quá bức xúc ạ. Còn nếu ai đó muốn biết có những chứng cứ đến đâu, muốn biết tôi hiểu biết đến đâu, thì họ cứ cố gắng viết sai sự thật thật nhiều để thật nhiều hơn nữa để sớm được xác định tư cách. Mai này có gặp nhau tại tòa sẽ được nghe tôi tranh luận đối đáp. Một cái câu này là khẳng định, cứ viết nó đi, cứ làm tất cả mọi thứ đi. Im lặng không phải là người ta không nói, không lẽ không làm, nhưng mà im lặng để người ta thu thập những bằng chứng ha. Mà thiệt tình, trước nay tôi bào chữa không ít vụ án hình sự, nhưng thân chủ chưa bao giờ toàn là những người tri thức, có trình độ thật, có địa vị trong xã hội. Họ vướng vào lao lý vì nhiều lý do khác nhau, và cơ bản không phải hành vi của họ do nhận thức rõ là sai mà vẫn cố ý làm. Còn với người biết sai mà vẫn cố tình làm, rồi bỗng dưng một ngày mang thân phận bị cáo, thì tôi chưa bao giờ bào chữa cho ai vậy, cho ai như vậy. Với tôi, không chỉ có thân chủ chọn luật sư mà luật sư cũng chọn thân chủ để bảo vệ quyền lợi và bào chữa nữa. Nên không phải cứ có tiền là sẽ thuê tôi phục vụ được đâu ạ. Cuối cùng, luật sư sao tôi nhắn tin Facebook mà không thấy trả lời. Thưa cô, chú, bác, anh chị, mong mọi người hết sức thông cảm cho luật sư. Luật sư không gành công nghệ. Những tin nhắn quý cô, chú, bác, anh chị gửi có khi tôi chưa bao giờ đọc được vì nó nằm trong tin gác hay gì đó, mà chỉ khi rảnh rỗi nhờ các anh em cùng công ty xem mới biết có rất nhiều tin nhắn ở đó. Thậm chí hôm rồi tài khoản Facebook của tôi bị báo cáo gì đó mà tôi không thể biết, mà tôi cũng không biết. May là lúc đó có anh Lê Tính đang online nên tôi hỏi thì mới biết đó là do bị báo cáo. Nói vậy không, để mà hại, giống giống như là hại Hồng Loan, thì họ tấn công luôn cả luật sư của Hồng Loan của chú anh chị ha. Nếu cô chú bác anh chị liên hệ luật sư về công việc thì vui lòng gọi số di động hoặc ạch Zalo để gửi tài liệu cho luật sư trước. Luật sư không thể xem và tư vấn trên Facebook đâu ạ. Số điện thoại của luật sư và địa chỉ công ty đều ghim ở trang Facebook của luật sư, hoặc anh chị có thể search trên công ty trách nhiệm hữu hạn Tâm Quang cũng có số điện thoại địa chỉ công ty. Khuya hôm qua khi đang còn ở Hà Nội, có một chị ở ngoài Hải Dương có việc gia đình cấp bách cần hỏi ý kiến luật sư. Chị nhắn trên Facebook không được, nên chỉ tìm số điện thoại gọi lúc 2:30 sáng. Mai là chúng tôi cũng đã tìm thấy nhau và luật sư đã tư vấn trấn an cho chị ổn định. Từ đó câu chuyện của chị Loan cũng chúng ta cũng có những thân duyên nhân duyên tốt đẹp để biết đến nhau nhiều hơn. Giúp đỡ được gì cho nhau là niềm vui trong cuộc sống mà chúng ta đều hướng đến, vì cuối cùng là chân thiện mỹ mới mãi trường tồn. Sau này những công việc liên quan Loan thì luật sư hy vọng chị chia sẻ những thông tin để báo chí chính thống đưa tin và quý cộng đồng mạng quan tâm nắm thông tin đầy đủ. Chúc cả nhà buổi tối chủ nhật vừa qua vui và qua ngày mai làm việc tràn đầy năng lượng. Luật sư cũng về lại Sài Gòn đã đón luật sư bằng một cơn mưa thật to, hi hi. 29 tháng 10 ha, luật sư nói chuyện rất là vui ha, cô chú anh chị ha, rất là dễ thương và quý vị rất rõ ràng hết ha. Thì cái này em sẽ không có giải thích thêm nữa. Đó, do cô chú anh chị chúng ta cùng nắm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái thông tin, cô chú anh chị. Đây, chúng ta sẽ đến với một thông tin cực kỳ là quan trọng. Thì trước màn hình của cô chú anh chị đây là chị Bắp Meka ha. Thì chị Bắp Meka có vài lời chia sẻ em cũng muốn gửi đến cho cô chú anh chị để chúng ta xem thử coi chị Bắp Meka nói về cái cô soạn giả như thế nào. Chào cô soạn giả có cái não mịn như tàu hũ Singapore. Nhắc gì tới con nữa vậy cô? Trời ơi, con nói nghe nè. Không biết cô học tới đâu nữa mà sao nói tối ngày nói người ta học dốt. Rồi từ cái chuyện học dốt tự nhiên bắn qua cái chuyện kia người ta. Mà ngộ ghê ha cô chú chị, bên kia em nói không biết là trình độ tới đâu mà mấy vị thấy không? Chú Bảy thì cũng lên chơi Hồng Loan là học dốt. Còn bây giờ tới cô soạn giả cũng chơi chị Bắp Meka là học dốt nữa cô chú chị, mà không biết trình độ được bao nhiêu ha. Nghe soạn giả nhưng mà mấy vị thấy hành động ghi âm lén là đã sai trái rồi. Người có ăn có học sao kỳ vậy? Quan tâm tới Di Trúc chi vậy trời? Ba con còn khỏe, cô ơi bớt trù người ta đi, nghiệp ngang. Quá trời quá đất cái miệng hà. Con nói nghe nè, cảm ơn cô lo cho con. Mẹ yên tâm đi, mấy chị em của tụi con á, đứa nào cũng là con hợp pháp hết trơn á. Hiểu chữ con hợp pháp không? Là nếu như ba con có chuyện gì á, là chị đều. Hiểu không?
họ sẽ lo ba chuyện đó. Mà giả sử nếu như đi cũng chia cho con cũng có sao đâu cô, tụi con là đứa nào cũng có tay có chân hết trơn á, biết tự làm ra tiền, cô hiểu không? Sao mà cứ suy nghĩ tới cái chuyện là phải tranh giành đồ hoài chứ vậy cô? Con nói nhỏ cho nghe nè, flex nhẹ cho biết một cái nè, hai đứa em gái của con á là mẹ nó có ba bốn căn nhà lận, chưa chắc cần tới tiền của ba con nữa, cô hiểu không? Còn á hai thằng em trai nhỏ của con mà ví dụ ba nó có để tiền cho nó cũng không sao luôn, cứ miễn là con hợp pháp, để cho đứa nào cũng được, chia cũng được mà để cho đứa nào cũng được, chả thành vấn đề gì, đúng không nè? Cứ đúng là con hợp pháp là ok hết, chứ đừng có cái giọng mà cháu mà nhảy vô giành là không được à, cái đó mới là không được đó. Nhưng mà cái nết nhà con được cái không có ai tranh giành gì bao giờ. Còn cô khỏi lo, con ra đi tay trắng, flex nhẹ cái nữa, hiện giờ con có chồng có con, gia đình đang hạnh phúc, ổn lắm cô, cũng đi xe hơi cơm ngày ăn ba bữa, đang làm chủ nhà hàng đó, tự lo được kinh tế cho bản thân nên cũng không cần thiết phải tranh giành nghe. Bớt lại đi trời, sao cứ nết mà cứ tranh với giành hoài thì không có bỏ, xấu lắm. Chị kỳ quá, ngày sau cái tính người ta đã thích tranh giành rồi, ngày xưa người ta tranh giành không được tình cảm, bây giờ tranh giành không được cái phần mà ghi bài thơ lên mộ, người ta đã tranh giành rồi. Bởi vì người ta sống như người không tranh giành, người ta ghen tị, chị hiểu không? À, chị nói gì nhọt ghê luôn á, hiểu không? Bởi vì bị thấy không, trong gia đình cuộc sống mỗi ngày chúng ta đều biết được đó, là đâu có ai vụ mà phân biệt giữa con nuôi con ruột, đúng không? Em đi biết nhiêu gia đình rồi, em biết quen biết nhiêu người, thậm chí là con nuôi người ta còn thương hơn con ruột nữa, đúng không? Đó, đâu ai tranh giành đâu, mà tranh giành giả sử cũng bình thường. Anh à, giả sử như anh em mà cùng cha cùng mẹ tranh giành thì chuyện bình thường, còn giả sử như đứa cháu mà khác họ bay vô tranh giành, nó mới là chuyện mà đáng nói ở đây, đúng không? Đó, bởi vì mà còn họ, trong khi giả sử như là chú Vũ Linh chỉ có một đứa cháu đi, chỉ có một đứa cháu đi, thì trong khi nó tranh giành thì cũng có thể chấp nhận đi. Đằng này trời ơi, người ta biết bao nhiêu đứa cháu đó, cháu ngoại có, cháu nội có, rồi cháu đích tôn cũng có, mà đằng này bay vô đứa cháu khác họ bay vô tranh giành, còn những người kia gạt qua một bên hết mà gọi là ủng hộ được thì cũng hay thiệt ha cô chú anh chị ha. Rồi tiếp tục một cái thông tin mà Tiến cũng muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị ha. Rồi một cái này vui nè cô chú anh chị, em thấy cái cô bà Canada, cô chú chị Canada á, khoe clip ha, đăng lên nè, ngày đi trời mùa thu mát mẻ dễ chịu, ngày đón em bằng cơn mưa đường trắng, gì Calgary, những ngày tiết đầu ha, sáng âm 6 độ C, gần 2 ngày không online mà dài như thế kỷ, mọi người khỏe không? Ô khoe ha, khoe mà đi nước ngoài mình ở Canary nha. Ủa nhưng mà sao ngộ quá, Canary sao mà nó có hình trên mạng dọn tiết trên đây vậy, y chang là có chú gì thấy rõ ràng không? Quý vị không tin em bị chào sạch thôi. Trời ơi giống như ảo tưởng, giống như là họ bị ảo tưởng sức mạnh, họ quen rồi cô chú anh chị, khoe là giàu có đi nước này nước kia sao, để tạo dựng lòng tin sao, để cho anh biết à tôi là dân Việt kiều, tôi là dân có tiền này kia nè, không chứ không phải là dân ốc ơ. Nhưng mà vị không, cái người nè, thứ nhất nè, người ta đàng hoàng trang chính, ta để mặt người ta lên, đúng không? Cái thứ hai ở đây á, người ta có sao ta nói vậy, quý vị không, đem cái hình trên mạng xuống để khoe mình ở Canary, giống như cái cô soạn giả vậy nè, chụp cái hình tiền ở trên mạng đem xuống nói ủng hộ tiền cho bánh xèo này kia. Thua luôn, ảo quá, ảo cô chú anh chị. Ảo gì mới dẫn dắt được bên kia cô chú anh chị đó. Thì chị Lộc Vườn Cai có chia sẻ một bài như thế này nè, em cũng muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị, và chúng ta hãy cùng lên tiếng để bảo vệ danh tiếng của con nghệ sĩ. Tại vì sao? Tại vì những ghi âm đó thì quý vị nghĩ đi, nó sẽ làm ảnh hưởng tới tên tuổi của chú như thế nào. Những người yêu mến chú Vũ Linh, chúng ta nên nhìn lại, dù có ghét Hồng Loan hay không ghét Hồng Loan, nhưng cũng phải đều lên án tới cái việc mà ghi âm lén này hết. Không ai chấp nhận được cái việc này hết. Tại vì những người, những cái ghi âm đó đung lên á, thì biết là ý chí của chú hay như thế nào không? Hay hôm nay á, chỉ vì đạt được mục đích rồi tung lên vậy, thì chú đi nói xấu đồng nghiệp này, rồi chú nói cái này, chú nói cái kia. Đó, quý vị thấy không? Đó. Thì Lộc Phượng Cai có chia sẻ như này, hãy chấm dứt tung ghi âm lén. Mình mong mỏi tất cả những ai đã, ai dù ở phía Hồng Loan hay mẹ con cô Sáu, nếu thật sự khán giả chân chính của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ nói không, không nghe, không chia sẻ, không chấp nhận. Với tất cả những ghi âm được tung ra chỉ để nói cố nghệ sĩ nói xấu một ai đó, đồng nghiệp nào đó, cần chấm dứt hành động uy hiếp những người đang sống bằng ghi âm kiểu này. Hành vi đó bán bộ ở mức cao nhất hình ảnh của một người nghệ sĩ nhân dân. Cả cuộc đời Vũ Linh sống thế nào,
mình không tìm thấy lý do chú phải để lại lời nói xấu ai đó thông qua một người khác, đưa ra dần dần để ai đó phải khiếp sợ mình có bị Vũ Linh nói tới không ư? Đó là con người của ai chứ không phải là con người của Vũ Linh. Nếu các bạn đã gọi chú ấy viết hoa chữ người để nói về chú ấy thì hãy soi lại những cái lời này của mình có đúng hay không. Khán giả của chú, đồng nghiệp của chú, ân tình của chú, gia đình của chú, hãy cùng nhau vì chú mà phản đối hành vi của cái cô soạn giả. Đó thì rất là đúng ha. Đó. Rồi tiếp tục thì quý vị thấy đây nào, cô chú anh chị thì quý vị thấy đây là những cái lời viết mà được cho rằng là cố nghệ sĩ viết nè, vì sao ba gặp B Phương à, ba muốn về nhà ở đây ghê à, vậy quý vị thấy không, đừng cho tụi nó đưa anh à, đi đâu anh gì anh phải ở nhà điều trị à, quý vị thấy không. Đó, vì không thấy là những cái lời của chú ngày xưa em thấy rằng những cái đề này á nó không có gì, nhưng mà bây giờ quý vị nghĩ đi, họ đã chuẩn bị 8-9 năm trời, họ đã làm những điều mà đối với Hồng Loan thật sự gọi là tàn nhẫn, thì quý vị nghĩ xem lúc mà chú khỏe thì không sao, lúc mà chú đau bệnh thì quý vị họ đối xử với chú như thế nào, tại sao mà chú một mực phải đòi về à, thì ở đây có một cái sự khống chế ba chấm để có đúng hay không nha. Chi tiết xót xa rợn người, đau đớn cho tình người. Hồng Loan quỳ lại van xin cô Sáu cho ba con về. Ánh mắt thái độ của mẹ con cô Sáu ra sao lúc đó. Bản viết tay cuối đời của nghệ sĩ Vũ Linh đặc biệt chú ý nhé mọi người. Ông nói dễ hơn viết, nhưng có lẽ ông đã nói, đã sinh trong bất lực, nên ông cố viết ra những dòng này. Mình thấy quặn đau lắm. Thật sự mình cũng nghĩ giống vậy cô chú anh chị. Mình nói ngay từ đầu, người bị áp bức 36 năm là Hồng Loan, nhưng người khổ nhất, khổ tận cùng là cố nghệ sĩ Vũ Linh. Mọi người thử đặt địa vị của ông sẽ hiểu tất cả. Ba chấm, tiếc là lúc trẻ vì nể tình, cộng với không muốn ồn ào mà ông để em ông bào xương bào tủy. Lúc cuối đời vì dịch Covid nên vô thường, nên ông đã bỏ qua lỗi lầm của họ, đã sai khi đã mang họ về nhà cô mang. Ông không nghĩ lúc sức tàn lực kiệt, không có sức chống đỡ thì họ lại quay lại khống chế ông. Ba chấm, bất hạnh cùng cực. À, không biết nói cùng ai, không thể làm gì mà ra đi không hề thanh thản. Điều xuất sắc nhất ông đã làm là giao tất cả trọn vẹn vào tay của bé Loan, con gái duy nhất của ông. Mình thương hai cha con quá. Ai đứng lên bảo vệ Loan cũng vì thương chú, không lợi nhận vô điều kiện vì một chữ thương. Bức di ảnh cuối này có thời gian bên đó bịa đặt rằng à, B quan trọng với ông, nên ông nhờ ba chấm nay lộ ra nhiều sự thật mà chúng ta đã tin rằng vì ông bị khống chế, cha con ông phải van xin người ông cho ở nhờ ở nhà, đúng không cô chú anh chị? Đó. Đây là lời chia sẻ của bạn Nguyễn Phúc Lan nha, em thấy hợp lý. Bây giờ chúng mình nghĩ đi, nếu mà họ đối xử với Hồng Loan đã xấu như vậy rồi thì quý vị nghĩ đối xử với chú tốt không, lúc mà chú mà bệnh có tốt hay không? Thua luôn cô chú chị, nhìn mà thấy đau lòng lắm. Đây thì em cũng muốn cho cô chú chị chúng ta cùng tham khảo một cái bài của Luân Minh viết về phân tích cho ai nghe, lý luận cho ai nghe thì rất là hay ha cô chú chị ha. Nói như này, có một số thành viên quan điểm như thế này: lý luận phải trái với tụi này làm gì cho mệt, ý nói bên ve chó à, tụi này à, bữa cái đầu nó ra à, nói nó còn chưa nghe. Thực ra đây cũng là những thành viên tính tình thẳng thắn, nóng tính nhưng tốt bụng, muốn nói là nói, muốn chửi là chửi, không phân trần phân bua cho dài dòng. Có một thực tế là drama này không phải tất cả mọi người quan tâm, ngay cả trong group này cũng hơn 10k thành viên, nhưng cũng chỉ có khoảng 500 đến 1.000 tài khoản là thường xuyên tương tác và tương tác, còn hầu hết đều im lặng thì đừng nói chi đến người ngoài xã hội. Mọi người có sở thích riêng, chúng ta quan tâm do thích, cho chúng ta thích cải lương hay đơn thuần yêu mến chú, theo dõi thường xuyên nên mới hiểu mọi việc, còn người bàng quan thì họ đâu có biết được ngọn nguồn. Vụ cô Hằng và một số nghệ sĩ cũng đình đám một thời, nhưng tôi cũng có quan tâm đâu. Tại sao phía bên cô cháu gái suốt ngày nhai đi nhai lại xung quanh vấn đề con nuôi, con ruột, rồi máu đào, huyết thống, rồi bắt hiếu không chăm cha? Các bạn tưởng họ đang nói cho mình nghe để mình theo phe họ à? Không đâu, họ đang cố tình dùng truyền thông để lôi kéo những người không rõ nguồn về drama này để người ta theo phe họ và chống lại bên Hồng Loan.
Không tin các bạn thử xem một cái ví dụ, hỏi người thân của các bạn, người không biết gì về drama này hỏi câu thế này: con nuôi lấy nhà cha nuôi, để em ruột cháu ruột ra ngoài, triệt đường sống của gia đình ruột thịt cha nuôi, đúng hay sai? Đảm bảo câu trả lời 100% là sai. Mặc dù Hồng Loan là con nuôi hay con ruột tùy suy nghĩ của mọi người, nhưng trước pháp luật Hồng Loan vẫn là con nuôi. Xã hội còn phân biệt con nuôi con ruột nhiều lắm, vì họ cũng ít hiểu cái gọi là con hợp pháp. Vì thế chúng ta phân tích đạo lý pháp luật không phải là muốn thay đổi tư tưởng bên phía phận ve đâu. Bữa cái đầu nó ghe nói chưa chắc nó nghe, mà chúng ta muốn nói cho những người không gõ đầu đuôi câu chuyện để chuyện hiểu, để tránh bị bên kia lập lờ chuyện con nuôi con ruột. Xã hội bây giờ xã hội là xã hội truyền thông, nhiều người mới nghe khúc cuối, không biết khúc đầu và khúc giữa rồi phát như đúng rồi. Thì đúng không cô chú anh chị, cái này thì em gặp nhiều rồi cô chú anh chị. Thật sự ra là họ muốn đi dùng truyền thông để mà họ đánh Hồng Loan, giống như là một ngày nói người ta thông tin, nhưng mà 2-3 ngày nói hoài thì nhiều người ta vào người ta sao người ta sẽ hiểu, ủa tại sao con nuôi mà lại đuổi em ruột với cháu ruột ra ngoài đường, nhưng mà họ đâu biết rằng á cháu ruột và em ruột đã làm gì đâu, đúng không? Đó. Rồi họ nói đứa con là bất hiếu, nhai đi nhai lại gì hoài. Thì quý vị biết rằng á là từ từ cũng sẽ có một số người người ta vào sau, người ta nghe thì hợp lý, sao mà cái cô con nuôi này lại như vậy này kia đó. Bởi vì chúng ta thứ nhất là phải thượng tôn pháp luật, cái thứ hai nói đúng sự thật, cái thứ ba là chúng ta phải nói theo những cái lập luận mà phân tích cho những người mà giả sử như có vào sao tổng đồng được đó. Chứ không phải là quý vị cứ nghĩ là tại sao chuyện nhiều người cứ BM, sao có câu chuyện đó hoài chưa có hồi kết. Ủa quý vị từ tham gia một cái vụ kiện tụng nào thì cũng biết, đâu phải là đơn giản mà ra mua con cá đem về mặn cái là xong đâu, đúng không? Nó cần phải thời gian, đúng không? Đó, và trong cái thời gian nó sẽ có diễn biến như thế này thế kia thì phải chia sẻ chứ không lẽ chừng nào tới tòa án, chừng nào mà tòa xử lý xong rồi mới chia sẻ hay sao, đúng không cô chú anh chị? Đó thì đây cũng là một số những cái thông tin mà Tiến muốn chia sẻ gửi đến cho cô chú anh chị ha. Thì trên màn hình của cô chú anh chị đây là cái kênh mà Năm Hòn Đất ha cô chú anh chị ha. Đây là cái kênh mà Tiến vừa tạo ra để chia sẻ những cái cuộc sống, những cái món ăn, những cái cảnh đi làm đồng ruộng của người dân miền Tây, gửi đến cho cô chú anh chị sau cái thời gian mà mình làm mệt mỏi, mình muốn tìm một cái nơi thư giãn, mình hơi vào đây mình xem để mình nhớ lại cảnh quê hương ha cô chú anh chị ha. Thì bây giờ quý vị cứ bấm chữ search kênh Năm Hòn Đất là nó sẽ ra ha. Quý vị bấm vào đây ha, quý vị bấm chữ đăng ký nè, bấm chuông, bấm vào cái chuông, bấm theo dõi tất cả giúp em ha, ủng hộ em giúp như cả nhà ơi. Thì rất là cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.